Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nói chuyện về một cái chủ đề mà chắc là những cái người mà thích hay là đang nuôi các cái con chó giống gì cũng thế. Mà ở đây là Rottweiler. Chúng ta đều sẽ có những cái kỷ niệm rất là buồn hoặc là rất là buồn cười. Là cái chủ đề ngày hôm nay. Cái học phí khi mà nuôi Rottweiler. Học phí ở đây thì nó là cái gì? Có thể là do chúng ta chăm sóc sai, để con chó nó chết oan hoặc nó thui chột những con chó tốt do chúng ta chăm sóc sai, do chúng ta không biết, hoặc là học phí nó là chúng ta chọn sai con giống. Chúng ta mua con chó chúng ta không ưng ý, đấy nó chính là học phí. Thì trước đây mình cũng đã có từng có một vài lần có Siro đây có nói với mọi người là hôm nào mình sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện là về cái con chó đầu tiên mà mình mua. Đây này, cái con Rottweiler đầu tiên mà mình mua là một con chó không giấy. Tên của nó, tên mình đặt nó tên là Két, mua từ bé 2 tháng. Con bố là một con chó có giấy và con mẹ là một con chó không giấy. Thì với cái con Két này thì nó có một cái là nó giúp cho mình cảm nhận cái sự khác biệt giữa một con cũng gọi là Rottweiler. Người ta gọi là Rottweiler thuần chủng, nó là con Rottweiler không giấy, gọi mồm là thuần chủng, còn chắc là nó không thuần chủng được. Và một con Rottweiler của Đức, bởi vì sao? Bởi vì con Rottweiler thứ hai mà mình mua chính là Pila von Kumasi, là cái con chó mà bây giờ mình vẫn đang nuôi ấy. Pila von Kumasi nó đẻ ra Mausi, rồi Mausi đẻ ra Siro đây này. Đấy. Thì với cái con Két này thì nó có một cái là nó là cái con Rottweiler đầu tiên mà mình nuôi. Trước đấy thì mình nuôi mấy giống rồi, nhưng Rottweiler thì nó là con Rottweiler đầu tiên mà mình nuôi. Khi ấy thì thực ra lúc đầu ấy cũng như mọi người thôi, những người mới nuôi, những người mới tìm hiểu, mới thích cái giống Rottweiler này thì nhìn con chó chúng ta nhìn con nào cũng giống nhau, chúng ta chẳng nhìn nó chán thế, không thấy có sự khác biệt gì. Mà khi nhất là cái thời gian chúng ta tiếp xúc nó ít, còn những cái người mà tiếp xúc nhiều ấy, xem giả sử như là mọi người xem video ở trên kênh này, mọi người xem một thời gian, mọi người xem vài chục cái video rồi, thì mọi người nhìn thấy những cái con chó mà nó không được nhanh, nó không được tinh ranh, nó không được khỏe, mọi người sẽ cảm nhận thấy nó khác khác. Nhưng mà mình lúc ấy thì ở cái thời điểm mà mình mua thì là thời điểm đấy là chó có giấy nó đang ít, chó không giấy là nhiều. Mà cái suy nghĩ cũng như mọi người thôi, đấy là một suy nghĩ sai lầm mọi người nhá. Lúc ấy mình nghĩ như thế này này, mình mua con chó về nuôi vì mình thích mà, chứ có mình có bắt con chó về để đi thi đâu, đâu có cần chó có giấy làm gì, bắt con không giấy cho nó rẻ. Bởi vì nó mà cái con chó không giấy lúc bây giờ mọi người biết là bao nhiêu tiền con chó không giấy, con Két đấy mà mình mua là lúc đấy là mua của người quen của bạn là 8 triệu con chó không giấy. Thì mọi người biết là cái thời điểm đấy là cái con chó không giấy nó như vậy. Nào Pila ơi, Yên Anh đang quay video, Pila ra đây mà. Thời điểm đấy là mình mua con Két là 8 triệu con chó không giấy với cái suy nghĩ như vậy. Sau đấy thì mình mới nhận ra là đấy nó là một cái sai lầm, bởi vì con chó ấy, nó khi mà nuôi rồi, nuôi nhiều con rồi, làm đến trại thì mình mới hiểu được cái sự khác biệt của con chó. Nó không phải là cái việc nó có giấy hay nó không giấy, mà cái sự khác biệt ở đây là con chó đấy nó như thế nào, chứ không phải là việc nó có giấy hay không giấy nhá. Nhưng những con chó tốt ấy mà nó đủ khả năng để nó làm giấy, những con chó tốt thì là thường là những con chó là nó phải có một cái gia phả theo dõi của nó rồi, là những con chó có giấy, bố mẹ có giấy rồi, thì cái con chó con chả có lý do gì người ta không làm giấy cho nó cả.
Còn thường những cái con chó không giấy nó sẽ bị đá pha một cái lần nào đấy không may nó phối với con chó bên ngoài, hay là như thế nào đấy, nó dần dần nó sẽ tạo ra những cái con chó lai. Nó lai rất ít thì nhìn như là con rốt, nhưng mà cái hoặc là những cái con bị người ta loại bỏ vì một cái lý do nào đấy, người ta sẽ không làm giấy tờ cho nó vì người ta có thể người ta thấy cái con chó đấy nó hơi kém theo kiểu như vậy. Nhưng bản thân mình thì mình trải nghiệm ở trên cái con két đấy, là cái con mà mình chăm từ bé mọi người nhé. Một con chó chăm từ bé lẽ ra nó phải rất là quấn chủ và nó phải rất là hiểu chủ. Còn mình khi mà mình chăm chó thì cũng như chăm chúng nó bây giờ thôi, mình rất là gần chó chứ không có phải là nuôi bảo là nuôi theo cái kiểu này, nhốt này kia đâu. Chăm gần gũi, một ngày cho con ăn 3 lần, bữa tối uống sữa là một ngày 4 lần, một ngày dọn dẹp vệ sinh cho chúng nó khoảng tầm 4-5 lần. Tức là cái thời gian một ngày tiếp xúc với con chó thì, bởi vì mình làm việc tại nhà, thời gian một ngày tiếp xúc với con chó có lẽ là nó phải 5 tiếng. Nó là một thời gian rất là nhiều khi mà tiếp xúc với con chó. Và mình thấy nó cũng bình thường thôi. Khi mà mình chưa bắt con Pila về thì mình thấy con chó cũng khôn, nhìn cũng đẹp. Bởi vì thực ra lúc ấy nhìn có biết là con chó như nào nó đẹp đâu mọi người. Nhìn con chó của mình là ok rồi, con này nhìn được, thế này thế kia. Nhưng khi mà bắt con thứ hai đến khi con két đấy nó được 7 tháng thì mình bắt Pila về nuôi. Thì khi mà tiếp xúc với lại một con chó chuẩn là con Pila này thì mình nhận ra một điều là cái thần kinh của chúng nó khác biệt hoàn toàn về cái độ hiểu ý chủ, độ gần người, độ hiểu ý chủ và mọi thứ biểu cảm của nó khác biệt nhau hoàn toàn. Và khi nhìn một con chó chuẩn với một cái khuôn mặt cân đối thì khi mình quay lại mình nhìn cái con chó nó không chuẩn thì mình nhìn thấy nó ngờ ngạch, tức là cái mặt của nó mình nhìn nó có thể nói là nó không có cái gì nó dính với cái gì, nó không có, bởi vì nó không có cái sự hài hòa. Nhưng cái việc cái khuôn mặt của nó ok, kể cả chó lai mình cũng nuôi, kể cả chó ta mình còn nuôi nữa cơ mà, lúc ấy mình còn nuôi một con chó ta nhé. Nhưng mà cái tính cách của nó thì nó khác biệt quá lớn, làm cho phát sinh một cái là khi mà mình nuôi mình chăm hai con cùng lúc ấy thì cái con nó hiểu ý mình hơn, nó yêu mình hơn, nó hiểu ý mình hơn, mình sẽ yêu nó hơn. Thế là thành ra nó tự nhiên là tự mình cảm thấy là mình dành tình cảm cho con này nhiều hơn nhiều con kia. Tức là mình thậm chí là mình không muốn gần nó nhiều bởi vì nó có hiểu mình đâu. Nó không hiểu và nó không bắt nhịp, nó không quen. Đó là cái sự biểu cảm của nó, mình có thể dùng một cái từ nó con chó nó cái độ thuần nó không có cao. Nó vẫn còn có một cái độ hoang dã, tức là cùng là một cái thể hiện một cái điều gì đấy, một cái thích cái gì đấy, nó thể hiện nó cuống cuồng lên theo kiểu này kia mà nói nó không nghe mọi người ạ, mà dù đấy nó con chó con nhé. Thì sau đấy thì mình mới quyết định là khi mà như thế thì nó sẽ thiệt thòi cho cả cái con két đấy nữa. Thì mình quyết định là mình tìm chủ cho nó, mình nuôi nó đến 10 tháng để cho nó trưởng thành đi, cho nó lớn hẳn đi, cũng phải lăn tăn suy nghĩ chán đấy. Cứ lúc đấy nó rơi vào cái tình huống là bán nó đi thì thương nó, bởi vì mình nuôi nó từ bé mà để lại thì thấy nó tội, mà nó không thoải mái, mình nhìn như thế mình cũng lại sốt ruột. Thì thôi mình nghĩ bảo thôi bán cho một cái người ta nuôi, để mà người ta nuôi gắn bó, người ta nuôi ở trong nhà, một cái anh ở bên Sóc Sơn cho anh ấy nuôi. Để người ta nuôi có một con chó thôi và người ta không có tiếp xúc gì nhiều, người ta chỉ nuôi một con chó đấy, người ta thấy con chó đấy là đẹp lắm rồi, ưng ý lắm rồi, bởi vì đang nuôi cho ta mà nuôi con chó đấy đã thấy nó khôn lắm rồi, thế này thế kia, thì ok để cho anh ấy lúc nó 10 tháng. Sau đấy là anh đấy thì anh ấy lại không nuôi được, anh ấy lại chuyển cho người nhà nhà anh ấy nuôi. Thì sau người nhà là thôi cũng chẳng biết cái thông tin của nó, chỉ biết là hỏi thăm về nó, cuối cùng sau đấy là anh ấy bảo là chuyển cho người nhà nuôi rồi, thì là thôi coi như là mất thông tin. Như đấy là chia sẻ với mọi người. Và cái lúc mà mình bán cái con két ấy là mình nuôi nó đến 10 tháng cho đẹp lắm, ăn uống y xì như Pila không khác gì cả, bởi vì khi mà chăm ăn ấy thì không thể có cái sự phân biệt được giữa một con, kể cả mọi người mà yêu chó nhá, mọi người nuôi một con chó ta
với lại một con rốt này. Nếu cùng một bữa ăn mọi người sẽ không nỡ lòng nào cho mỗi con ăn một cái khẩu phần khác nhau đâu, sẽ cho nó ăn giống nhau, như ở nhà mình là cho ăn giống nhau chứ không có cho ăn khác nhau. Thì đến khi mà 10 tháng nuôi nó đến 10 tháng thì bán là lấy đúng bằng giá cho con, tức là chủ yếu là để tìm chủ cho nó thôi, chứ nó cũng không phải là bán để mà thu lãi hay này kia đâu. Tức là lấy một con chó con và một con chó to là bán để tìm nhà cho nó thôi, và người ta có trả thấp hơn thì cũng bán, cũng để cho người ta nuôi thôi, nhưng mà người ta trả bằng cái giá lúc bắt chó con ấy thì ok, để cho, bởi vì cũng quan điểm cũng nói rõ ràng ra là bán để cho người ta nuôi thôi, bởi vì mình không nuôi nó nữa, thế thôi. Thì đấy cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ, mà một số anh em mình thấy yêu chó thì khi mà hỏi mình thì mình luôn nói là chọn con chó thì tốt nhất là chọn con chó ưng ý, và nên tìm hiểu nó một cái khoảng nào đấy, một cái khoảng thời gian nào đấy, mình hiểu sơ sơ, mình cảm nhận được về cái giống chó này, mình hiểu nó như thế nào, là nó là đẹp, nó là chuẩn, rồi sau đấy mình mới mua. Để làm gì? Để tránh cái trường hợp rơi vào cái trường hợp như là mình với con chó đầu tiên rồi sau đấy lại phải bán nó giữ chừng. Thực ra như thế là nó cũng rất là thiệt thòi cho con chó, nhưng mà nếu mà để lại mình nuôi thì khi mà mình không, cái sự yêu nó giảm đi quá nhiều rồi, bởi vì nó là cái sự phân biệt giữa hai con, mà khi nuôi hai con nó như thế mọi người, thì để nó lại nó cũng thiệt thòi cho nó, thì thà cho nó sang nhà mới để cho nó có được người ta toàn tâm toàn ý với nó thì tốt hơn cho nó. Cũng là đấy là một cái mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Ai mà đang vội vàng